Vũ Linh Cathy từng là cái tên gây chấn động showbiz Việt một thời khi vướng vào chuyện tình tay ba với Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân. Nữ ca sĩ không ngại lên tiếng cho biết chồng cũ Trăng Hoa và nàng đã nữ cũng chính là tiểu tam chen chân vào hôn nhân của mình. Vũ Linh Cathy sinh năm 1976, cô tham gia hoạt động nghệ thuật với tư cách là một ca sĩ và từng được dư luận chú ý bởi cuộc ly hôn với diễn viên Johnny Trí Nguyễn. Vũ Linh Cathy tốt nghiệp trường đại học Fullerton tại California, Mỹ. Thời điểm khi còn hoạt động nghệ thuật, bên cạnh công việc ca hát, Vũ Linh Cathy còn tham gia sản xuất, trợ lý đạo diễn cho các phim quảng cáo và là nhà sản xuất phim 14 ngày phép của hãng phim Chánh Phương. Nữ ca sĩ cũng từng là giám đốc sản xuất chương trình kênh truyền hình. Vũ Linh Cathy và Johnny Trí Nguyễn đồng hành cùng nhau từ hai bàn tay trắng đến khi có một sự nghiệp vững vàng. Giọng ca Vũ Linh Cathy quyết định kết hôn với Johnny Trí Nguyễn vào năm 2000 sau vài năm hẹn hò. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi bắt đầu xây dựng tổ ấm nhỏ của mình, chào đón thêm sự ra đời của hai cô công chúa vô cùng đáng yêu. Nhiều năm sống ở đất khách quê người, gia đình nam diễn viên quyết định trở về Việt Nam sinh sống và đây cũng là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi. Suốt thời gian dài, Johnny Trí Nguyễn và Vũ Linh Cathy từng được coi là một trong những cặp đôi lý tưởng của showbiz khi có với nhau 5 năm trời yêu đương mặn nồng và sau đó là một đám cưới hạnh phúc với hai cô công chúa xinh xắn. Những năm tháng Trí Nguyễn về Việt Nam đóng phim, anh không ngại đưa cả vợ con theo. Rất nhiều lần khi trả lời phỏng vấn trên báo, Johnny Trí Nguyễn cũng hết lời ca ngợi vợ rằng anh rất hạnh phúc khi có một hậu phương vững chắc là người vợ ngoan hiền. Thế nhưng mọi chuyện thay đổi khi Johnny Trí Nguyễn gặp Ngô Thanh Vân. Với vai diễn thành công trong bộ phim Dòng máu anh hùng Bảy sòng, Ngô Thanh Vân cùng Johnny Trí Nguyễn đã trở thành cặp diễn viên hoàn hảo nhất trên màn ảnh Việt. Sự xuất hiện liên tục bên nhau của cặp đôi này làm dấy lên những tin đồn thổi về mối quan hệ phim giả tình thật. Không lâu sau đó, Johnny Trí Nguyễn công khai chuyện ly hôn với vợ. Ngay sau đó, Cathy Linh Vũ đã gây chấn động showbiz Việt khi lên tiếng tiết lộ với báo chí về nguyên nhân thực sự khiến gia đình tan vỡ. Cathy Linh Vũ nói chồng cô là người Trăng Hoa và sự có mặt của Ngô Thanh Vân đã đẩy anh ra khỏi hạnh phúc gia đình. Cô kể lại, ban đầu tôi vẫn không nghĩ là Vân vì hồi làm phim Dòng máu anh hùng, nhiều khi tôi nói đùa với Johnny Trí Nguyễn rằng anh có thấy Vân đẹp không, anh thích cô ấy không, thì Johnny Trí Nguyễn cho là Vân xấu, mũi không được đẹp. Anh cứ chê vui như vậy, khiến tôi nghĩ anh không để ý đến Vân. Chỉ đến khi tôi tình cờ đọc được email của một người bạn gửi cho Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân. Trong email, người đó hỏi Vân và Johnny Trí Nguyễn có biết tình yêu là gì không, hay chuyện hai người đang có chỉ là sự nồng cháy ngay lúc này thôi. Hai người có xét lại cuộc tình của hai người không? Tôi mới biết Vân là người thứ ba trong chuyện này. Về phần mình, sau khi bị tố giật chồng, đại nữ Ngô Thanh Vân giữ thái độ im lặng, từ bỏ vợ và hai cô con gái xinh xắn đi theo tiếng gọi của tình yêu. Thế nhưng Johnny Trí Nguyễn cũng không có được hạnh phúc trọn vẹn. Sau thời gian không lâu, Johnny Trí Nguyễn không còn song hành cùng Ngô Thanh Vân nữa. Đây cũng là lúc nam thần màn ảnh Việt bắt đầu có những thay đổi về ngoại hình. Tình tay ba ồn ào và sóng gió của Vũ Linh Cathy, Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân gây ầm ĩ suốt một thời gian dài và đến nay vẫn được xem là vụ việc chấn động nhất của showbiz Việt. Vũ Linh Cathy tiết lộ cô đã không thể níu kéo được chồng. Sau chuyến quảng bá phim ở Mỹ, Trí Nguyễn về bảo Cathy chia tay và không lâu sau họ ly hôn. Trong cơn bão của dư luận, cả Ngô Thanh Vân và Johnny đều chọn cách im lặng, không trả lời về vấn đề này. Dù không công khai việc hẹn hò, việc họ tay trong tay tình tứ trong các sự kiện cũng khiến công chúng ngầm hiểu mối quan hệ của cả hai. Cặp đôi trai tài gái sắc còn hợp tác với nhau trong Bảy sòng với nhiều cảnh nóng đốt mắt. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân được ai nấy đi. Họ không còn xuất hiện chung, vô tình gặp nhau cũng làm ngơ. Tài tử điển trai không cô đơn quá lâu, một thời gian sau dư luận lại thấy anh thường xuyên đồng hành cùng người đẹp mới, Nhung Kate. Nói về chồng cũ, Cathy từng tâm sự rằng Johnny Trí Nguyễn là một người đàn ông ít khi ở nhà, xem công việc là trên hết và không quan tâm gì đến con. Thi thoảng anh về phòng lấy quần áo, có ghé qua chơi với tụi nhỏ. Anh ấy chỉ qua nhà khi cần cô tư ủi đồ. Nói chung cần một điều gì anh ấy mới qua nhà. Nếu tháng nào may lắm anh sẽ đưa hai con đi chơi một lần. Anh ấy luôn bận rộn. Thường tôi tự lo hết, Johnny Trí Nguyễn sẽ không biết phải làm gì khi con ốm. Kết thúc cuộc hôn nhân với Johnny Trí Nguyễn, Vũ Linh Cathy thời gian sau đó tiếp tục công việc làm giám đốc sản xuất cho một kênh âm nhạc tại Việt Nam và một mình chăm sóc hai cô con gái. Nữ ca sĩ trở nên sống kín tiếng và thời gian qua, không có mấy thông tin liên quan đến Vũ Linh Cathy được công chúng nhắc đến nữa. Về phía Johnny Trí Nguyễn, vừa qua, anh gây chú ý khi lần đầu lên tiếng nhắc đến cuộc hôn nhân đầy ồn ào của mình. Nam diễn viên cho biết hiện bản thân không còn thường xuyên gặp vợ con, nhưng vẫn quan tâm theo dõi đến hai công chúa nhỏ và sẽ làm chỗ dựa bất cứ khi nào vợ con cần. Ngoài ra, Johnny Trí Nguyễn không chia sẻ thêm nhiều thông tin về vợ con. Tôi có nhiều fan nữ nên ai cũng nghĩ tôi đào hoa, nhưng đường tình duyên của tôi lại khá lận đận. Người vợ đầu tiên của tôi là Vũ Linh Cathy. Thế nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 12 năm, rồi chúng tôi chính thức đường ai nấy đi sau khi đã có hai con. Hiện tại tôi không thường xuyên gặp các con, nhưng vẫn theo dõi và quan tâm đến hai cô công chúa.
Các con cứ trải nghiệm cuộc sống như thế nào cũng được, muốn khám phá như thế nào cũng được. Bất kỳ lúc nào cần chỗ dựa thì các con có tôi, có thể dựa vào những người đã đi trước, người đã trải nghiệm cuộc sống đó rồi để hỗ trợ các con. Nam tài tử dòng máu anh hùng trải lòng.